Ăn xin đòi gà quay. Đói quá, đã 2 ngày rồi chưa có cái gì vào bụng. Làm ơn cho tôi xin cái bánh, tôi đói quá, đi chỗ khác cho tôi bán hàng. Kia, chẳng phải là chủ tiệm vải Tư Lâm nổi tiếng một thời sao? Giờ lại thành ăn mày ư? Đúng là trò đời, không biết trước thế nào. Chắc làm ăn thất đức nên không bền ấy mà. Chắc vậy. Những kẻ trong điệu bộ lấm la lấm lét chắc chắn không phải người tốt. Cháu phải thật cảnh giác mà trông hàng, nhớ chưa? Dạ vâng. Xin bà làm phúc, tôi đói quá, hôm nay tôi bán chạy quá, hết hàng mất rồi. Có thể nào ngờ Tư Lâm ta vì chút sơ suất mà rơi vào cảnh cùng đường tuyệt lộ, tan gia bại sản, sống chỉ để nhận sự khinh bỉ, thương hại của người đời thế này. Tiếng sáo ở đâu thế nhỉ? Nghe quen quen quá, giống như tiếng sáo ngày nhỏ ta vẫn thường được nghe đây mà. Tốt quá, hôm nay cả bọn chúng ta đều hái được những giỏ rau đầy ắp. Ừ, lần sau mình lại đến đây hái nhé. Sợ lắm, vực rất sâu, nhỡ ngã xuống thì sao? Ừ, sao cây cầu bé thế nhỉ? Dễ trượt chân lắm đấy. Thôi, chúng ta quay lại đi, nhưng quay lại đường xa hơn nhiều, trời sắp tối rồi. Làm sao bây giờ? Các cháu, có chuyện gì thế? Ông ơi, chúng cháu định đi đường tắt về bản, ai ngờ cây cầu đáng sợ thế kia, không thể qua được. Ai bảo không qua được? Nhưng vực sâu thế kia, trượt chân ngã xuống thì chết ông ạ. Chết ư? Thế mà người ta còn định nhảy xuống đấy. Ai mà dở hơi thế ông? Thôi, tối đến nơi rồi, nhanh qua cầu mà về đi. Bây giờ các cháu hãy giang hai tay, nắm chắc hai dây cầu, ngẩng đầu mà bước. Đừng nhìn xuống, khắc qua được thôi. Có thật là không sao không ông? Thật là có thể qua được không ông? Cứ làm theo lời ông. Chúng cháu cảm ơn ông ạ. Hãy nhớ, khi gặp cầu khó qua, hãy ngẩng cao đầu nhìn trời xanh để có dũng khí bước qua nhé. Dạ, chúng cháu xin ghi nhớ lời ông. Chào ông ạ. Ngẩng cao đầu. Phải, từ sau thất bại kinh doanh ấy, mình chỉ biết có cúi xuống nên chỉ nhìn thấy vực thẳm. Đồng xu bị lỗi. La la la, la la la, la la la, la la la. Các em không được bất lịch sự như thế. Dạ con xin lỗi. Không sao, thầy biết con đến đây không phải lần đầu, cứ đến nghe nếu con muốn. Dạ, con cảm ơn thầy. Ông ơi, ông xem cháu nhặt được cái gì này? Cháu đã về rồi à, có gì mà vui thế cháu? Ông xem đi. Cháu à, ông biết cháu rất thích piano, nhưng tay của cháu... Vả lại, điều kiện nhà mình không đủ để cho cháu theo học đàn đâu. Dù đôi tay này không được lành lặn, nhưng cháu vẫn muốn được một lần thử cố gắng về ước mơ. Ông cho cháu thử được không? Chỉ một lần này thôi. Thôi được rồi cháu yêu, xin thầy hãy dạy cho cháu tôi. Cháu nó thực sự rất thích piano. Hiện tại tôi không đủ tiền, nhưng tôi hứa sẽ trả dần cho thầy. Cứ để cháu học ở đây, ông không cần quá lo lắng về học phí đâu ạ. Xin cảm ơn thầy. Mời thí sinh tiếp theo, cháu Gia Huy. Ui, thằng bé bị cụt ngón tay út kìa. Dạ,
Thế thì đánh làm sao được? Không biết giám khảo nhận xét ra sao nhỉ? Một phần thi không được thành công cho lắm nhỉ? Cháu có thể trả lời tại sao cháu lại muốn chơi đàn đến như vậy không? Dạ, thưa chú, vì cháu rất yêu tiếng đàn. Cháu cảm thấy đó không chỉ là âm thanh mà còn là tiếng nói của tâm hồn. Còn điều gì nữa không? Dạ, thưa chú, vì cháu thật sự muốn được thử một lần để biết rằng liệu cháu có thể làm được nhiều hơn những gì mà mọi người nghĩ hay không. Cháu biết trò chơi tung đồng xu không? Với những đồng xu bình thường thì xác suất sẽ là 50/50 cho khả năng sắp và ngửa. Có nghĩa là với người bình thường thì khả năng thành công cũng khá là ít ỏi rồi. Nhưng cháu với bàn tay đó thì còn hơn thế nữa. Cháu là một đồng xu bị lỗi. Thật quá đáng. Cho dù có không đồng ý thì cũng không thể nói với một đứa trẻ bằng giọng điệu đó. Nếu vậy cháu sẽ cố gắng hơn, không chỉ gấp đôi mà sẽ hơn rất nhiều lần để đạt được thành công như cháu mong muốn. Thằng bé được đó chứ. Không những không nhục chí mà còn đáp lại rất khẳng khái. Cháu có biết tác động của bên ngoài cũng sẽ có ảnh hưởng đến xác suất sắp ngửa của đồng xu không? Dạ, cháu không rõ. Có những yếu tố tưởng như không liên quan như sức gió, lực tác động của tay hay là bề mặt mà đồng xu được tung lên đều ảnh hưởng đến xác suất đó. Nếu như yếu tố đó thuận lợi thì khả năng tung được mặt mong muốn sẽ đạt được sớm hơn. Cháu hiểu, cháu không có những điều đó. Tội nghiệp thằng bé. Ôi cháu tôi. Vậy thì nếu cháu đồng ý, ta rất sẵn lòng được làm yếu tố thuận lợi để giúp cháu thực hiện được điều đó. Cháu có nghe nhầm không ạ? Cháu không nghe nhầm đâu. Chúng ta đã xem cháu biểu diễn. Tuy là đoạn sau cháu không được thuận lợi, nhưng cháu vẫn kiên trì đến cùng. Và hơn cả, chúng ta đã thấy được sự say mê và cái hồn trong âm nhạc mà cháu tạo nên. Đó chính là điều mà chúng ta tìm kiếm. Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Ông ơi, cháu làm được rồi. Cháu của ông giỏi lắm. Huyền thoại Hồ Núi Cốc. Chuyện kể rằng, ngày xưa, dưới chân núi nọ, có một chàng trai nghèo hiền lành, thật thà, sống bằng nghề chăn trâu cho nhà ông quan lang trong vùng. Hằng ngày, chàng dẫn trâu vào rừng, thả cho trâu ăn cỏ. Lúc buồn, lại lấy cây sáo ra thổi, làm người bạn tâm tình với mình. Vốn hiền lành, tốt bụng, nên đi đến đâu, gặp bất cứ điều gì, dù là những chuyện xảy ra với những con vật, chàng cũng luôn sẵn sàng ra tay cứu giúp. Bởi vậy, muôn thú trong rừng luôn yêu quý và coi chàng như một người bạn. Tiếng sáo ai nghe như tiếng lòng, trông như ngọc, em như nhung, mà sao vẫn giản dị, chân thành đến vậy? Thật khiến lòng ta xao xuyến mà. Từ ngày có tiếng sáo, em thấy tâm trạng tiểu thư phấn chấn hẳn á. Ước gì ta được gặp người thổi sáo một lần, chỉ để tỏ lòng mến mộ là ta cũng cam lòng rồi. Anh chàng thổi sáo này thật là may mắn khi được tiểu thư của em mến mộ đó. Có phải mai lại đến ngày cha ta mở tiệc kén rể nữa không? Dạ vâng ạ. Quan lang muốn tìm một người phù hợp và vừa ý nhất cho tiểu thư nên mới cất công đến vậy. Ta biết, nhưng ta... ta... Cảm ơn chàng đã cứu ta. Chàng biết thổi sáo ư? Nàng có muốn nghe không? Ừ. Thì ra tiếng sáo mà ta yêu mến bấy lâu chính là tiếng sáo của chàng. Biết được tiếng sáo mà mình tương tư bấy lâu là của chàng Cốc, nàng Công càng xúc động và yêu thương chàng hơn.
tình yêu của hai người cũng từ đó lớn dần lên. Ước gì chúng ta được bên nhau mãi mãi như thế này. Giờ ta sẽ về xin với cha nàng cho phép được cưới nàng làm vợ nha. Láo nào, ta không thể gả con gái cho cái tên khố rách áo ôm như thế được. Phải nghĩ cách lìa xa chúng ra mới được. Ta nghe nói ngươi có tình ý với con gái của ta phải không? Dạ, con thương con gái của ông thật sự. Nếu ông cho phép, con xin cưới nàng làm vợ ạ. Đũa mốc lại đòi mâm son. Ngươi định dùng lễ vật gì để xin cưới con gái vàng ngọc của ta nào? Con sẽ làm lụng chăm chỉ, yêu thương nàng hết mực. Chúng con yêu nhau thực sự, hẳn sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Con chỉ mong ông thuận ý, thì có phải làm gì con cũng xin theo ạ? Con gái mình cũng yêu nó, nếu thẳng tay đuổi cổ nó thì kiểu gì con gái cũng trách mình mà sinh nhiều chuyện. Chi bằng cứ để cho Hùng Beo tự rước nó về với Diêm Vương, như vậy có phải hay không? Thôi được, muốn cưới con gái ta thì trước tiên phải đi tìm những thứ sao về làm lễ vật đám cưới. Tìm được ắt ta gả con gái cho. Dạ thưa, ông muốn con tìm thứ gì con xin nghe theo ạ. Nghe đây, ngươi hãy vào lũng phia tìm lấy ngà voi, sừng tê giác và gạc nai về làm lễ vật cho ta. Thiếu một trong những vật ấy thì đừng hòng cưới được con gái của ta. Khiếp, lũng phía là nơi nào mà cậu ta dám đi chứ? Trong đó chỉ có thú dữ ăn thịt người thôi. Người vào đó chỉ một đi không trở về. Ai bảo đòi lấy con gái ông chủ thân nghèo mồ côi lại đòi cành cao? Giờ chẳng có cách nào khác, nhất định mình phải đi. Mình không thể để nàng công thất vọng. Chỉ có điều, làm sao mình có thể giết hại những con vật trong rừng để lấy được những thứ Quang Lang yêu cầu đây? Ngày đêm, chàng cóc lang thang trong rừng sâu, không quản ngại nguy hiểm để tìm báu vật. Nhưng rồi chàng chẳng nỡ ra tay với bất cứ con vật nào. Hỡi chàng trai, ta là thần núi, ta thấy con có tấm lòng lương thiện lại hiền lành tốt bụng, nay muốn giúp con được như ý, con hãy cứ trở về. Về đến nhà ắt sẽ có những thứ con cần để nộp cho Quan Lang. Con tạ ơn thần núi, con tạ ơn thần núi ạ. Còn đây là tặng vật ta tặng cho con, con hãy cầm lấy mà phòng thân. Nếu gặp nguy hiểm cứ bẻ răng lược bỏ lại phía sau. Tài thật, sao nó lại có thể bình yên vô sự kiếm được mọi thứ quý giá thế này chứ? Chẳng nhẽ lại để con gái vàng ngọc của ta lại rơi vào tay kẻ nghèo mát hạng này. Bay đâu, mau trói cái tên này lại. Ông ơi, sao lại bắt tôi thế này chứ? Không bắt mày, để mày bắt con gái tao hả? Chỉ có thể là ma quỷ thì mới lấy được những thứ kia của rừng sâu mang về. Chàng ơi, chàng hãy mau lên ngựa, chúng ta cùng rời khỏi nơi đây. Mau lên chàng, cha em cho người đuổi kịp đến đây mất rồi. Bắt chúng nó lại, giết chết thằng cốc của ta. Nàng công và chàng cốc cùng ngồi trên lưng ngựa phóng vung vút như tên bay. Mỗi khi quân của Quan Lang tới gần, chàng cốc lại bẻ một răng lược ném lại phía sau. Chiếc răng lược vụt hiện thành một dãy núi hay con sông ngăn bước tiến của quân Quan Lang. Nhưng quân Quan Lang đông như kiến cỏ, hết lớp này đến lớp khác vẫn kịp đuổi theo chàng, không cho chàng chạy thoát. Chàng ơi! Nàng ơi! Trời ơi, ta đã đẩy nàng tuột khỏi tay ta mất rồi. Nàng công! Phải cách xa người yêu không biết ngày nào gặp lại, quá đau khổ, nhớ thương và tuyệt vọng, chàng cốc đã chết đứng bên mép vực sâu, nơi ngăn cách giữa hai người. Trời đất cảm thương, hóa chàng thành một quả núi sừng sững giữa trời, người đời sau này gọi là núi cốc. Thương nhớ chàng cốc, nàng công khóc lóc ngày đêm cho đến một ngày kia, cả tấm thân nàng cũng hóa thành nước mắt. Nước mắt yêu thương chung thủy qua bao năm tháng thấm sâu vào đất, chảy thành dòng theo vết nứt tìm về núi cốc. Người đời sau này gọi đó là dòng sông Công. Chàng trai núi biết,
cô gái sông sâu. Mối tình sâu hóa sông núi ấy, ấy chính là truyền thuyết về núi cốc, sông công ngọt lành mát dịu cho đến ngày nay. Chiều có mưa bay. Cảm ơn ngài, nhờ có ngài hỗ trợ, chuyến công tác của tôi rất suôn sẻ. Cũng là nhờ dòng sản phẩm ly và tách cao cấp, đặc biệt là tẩu thuốc bên Anh rất được khách chuộng. Ngài Peter James. Đây là cô Sarakai, cô ấy cũng như anh, là một trong những nhà cung cấp của chúng tôi. Rất vui được biết cô, tôi là Alex Matt. Có lẽ hai anh vẫn đang dở câu chuyện, lát nữa tôi sẽ quay lại. Không, tôi cũng chuẩn bị ra về rồi mà. Ngài Peter, xin chào ngài một lần nữa. Xin chào cô Sarah. À, tôi quên bén mất, cần vào tiệm của ngài đây mua một món lưu niệm. Anh kiếm gì vậy? Tôi phải mua món quà, một chiếc thìa bạc có biểu tượng thành phố này, phố Nice. Sở thích kỳ cục quá sao? Ngược lại, sở thích quá tuyệt. Đó chính là sản phẩm mà tôi cung cấp. Vậy cô sản xuất thìa bạc có biểu tượng thành phố Nice? Không chỉ Nice, mà tất cả các thành phố cổ kính ở nước Pháp chúng ta. Ngoài ra cả Áo, Hà Lan, Đan Mạch nữa. Tôi cũng đang cố giành thị phần ở cả Ý. Ý cô là tất cả những chiếc thìa bạc ấy đều được làm ở chỗ cô? Anh không cần tìm nữa. Tặng anh, kỷ niệm cuộc gặp gỡ của chúng ta. Chắc hẳn anh mua quà này để tặng vợ. Vâng, cô ấy thích sưu tập thìa bạc. Cảm ơn cô Sarah. Vậy cho phép tôi mời cô bữa trưa nay, được chứ? Chuyến công tác ổn chứ ạ? À? Mọi việc đều thuận lợi. Thìa biểu tượng thành phố Nice của em đây. Ôi, đẹp quá. Anh tìm có lâu không? Cũng không khó tìm. Mình có nên kể cho Lina cuộc gặp với cô ấy, rằng những chiếc thìa bạc đều sản xuất từ một nơi? Không được, sao lại kể ra chứ? Vậy còn lại hẹn với Sarah. Cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Chào, chào em, rất vui được gặp lại. Đây là xưởng sản xuất của em. Nhưng vội gì, hãy ghé vào biệt thự của em uống một ly nước mát đã. Đẹp quá, nhà em cứ như khu nghỉ dưỡng nhỉ. Anh có thể qua đây thường xuyên nếu muốn. Anh đi đây, em vào nhà đi, kẻo lạnh. Em phải nhìn anh đi khuất em mới vào. Anh ấy mới đi phố Nice, rồi phố Lyon mấy ngày trước, giờ lại đi nữa. Cứ tàu xe suốt thế này, đến gầy rộc đi thôi. Sarah này, đến đây anh đã nói với vợ là đi công tác. Trước nay anh ít phải đi lắm. Anh sợ à? À không, chỉ là... Hôn nhân phiền phức lắm. Nó khiến ta bị bó buộc trong sự nhàm chán. Đổi gió một chút thì sao nào? Chúng ta có đi quá giới hạn gì đâu. Nhưng... Anh nhớ em là bà chủ xưởng thìa lưu niệm chứ. Hãy cứ đi công tác khắp mọi thành phố và mang về chiếc thìa biểu tượng nơi đó. Vợ anh sao mà nghi ngờ được. Chuyến đi nước ngoài này liệu sếp anh có thể phân cho người khác không? Khó lắm, vì mảng sản phẩm lần này anh trực tiếp quản lý. Anh phải nhớ tự chăm sóc cho mình. Em đừng lo, anh ổn mà. Anh đi đây. Anh nói là đi công tác ở đâu ấy nhỉ? Để em chọn thìa cho anh. Hà Lan. Có ngay. Biểu tượng của Hà Lan là cối xay gió hay là hoa tulip? Thì dự trữ biểu tượng Hà Lan của em hết mất rồi. Vậy làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ anh đến tận Hà Lan mà có thể nói là không tìm được cái thìa lưu niệm nào trong thành phố du lịch lớn như vậy? Đây, thìa ngà trắng đôi vốn là biểu tượng từ Đan Mạch, nhưng cũng là biểu tượng chung của châu Âu. Quá ổn. Em từng đến Đan Mạch vài lần với ba mẹ rồi, nhưng chưa bao giờ thấy cảm giác đặc biệt như lần này.
vị ngọt tuần trăng mật của chúng ta đã lan ra cả cảnh vật nơi đây đấy mà. Thìa bạc với hình đôi thiên nga, biểu tượng của tình yêu chung thủy, em thích không? Thiên nga ấy, chẳng may một trong hai con chết đi thì con còn lại sẽ đi một mình. Anh sẽ bảo vệ em như đôi thiên nga này luôn che chở cho nhau vậy. Đẹp quá, chưa bao giờ em thấy thìa lưu niệm lại đẹp thế. Từ nay chúng ta sẽ sưu tập nó nhé. Anh thích chiếc đó hả? Ừ, chiếc thìa này anh có rồi. Xin lỗi em, anh không thể tiếp tục chuyện này được nữa. Anh còn rất yêu vợ anh. Anh sao thế này? Máy bay bị hoãn chuyến hay sao? Tự dưng anh thấy nhớ em. Em cũng rất nhớ anh. Mỗi khi nhớ anh, em lại mang những chiếc thìa ra ngắm. Nhìn chúng em hiểu, dù đi tới đâu, trong lòng anh vẫn có em. Mình chỉ giữ lại chiếc thìa bên hồ Thiên Nga được không em? Chỉ chiếc ấy thôi là đủ. Bình minh trên biển. Lần này về quê gặp ba mẹ, anh nhớ nói như đã bàn để ba mẹ đỡ đau lòng nhé. Ừ, anh biết rồi. Quý khách lên chuyến tàu S02, xin mời xếp hàng ở cửa số 12 để lên tàu. Chúng ta đi thôi anh. Tàu đến rồi anh ạ. Lên thôi kẻo trễ. Ôi, cẩn thận. Cháu xin lỗi cụ, cháu vô ý quá. Không sao, tôi không sao đâu. Cụ đi đâu vào giờ khuya thế này ạ? Tôi đi tìm bà lão nhà tôi. Bà ấy lại giận dỗi chuyện gì rồi bỏ đi từ sáng. Tôi phải đợi mãi đến giờ này mới có chuyến tàu để đi đây. Thế con cháu cụ đâu mà lại để cụ đêm hôm đi tìm một mình thế này? Chúng nó còn bận làm ăn. Lần nào bà ấy cũng chỉ đến có một nơi đó mà thôi. Cứ đến đó là tìm được bà ấy. Thế cụ làm gì để đến nỗi cụ bà tức giận bỏ đi thế? Hay là cụ lại có cảm tình với cụ bà nào khác rồi? Đâu có, tôi đâu có. Các cụ lãng mạn quá. Một người giận dỗi bỏ đi để người kia vất vả đi tìm. Chúng ta bây giờ thua xa các cụ ấy chứ. Thế hai vợ chồng đi đâu vậy? Chúng cháu về thăm ba mẹ thôi ạ. Ba mẹ ở xa lúc nào cũng mong nhớ con cháu nhiều lắm. Dạ, bọn cháu biết rồi ạ. Tàu S02 đã vào bến. Hành khách thu xếp hành lý chuẩn bị xuống tàu. Để cháu xách giúp đồ cho cụ. Cảm ơn cháu. Chúc cụ chóng tìm được cụ bà nhé. Cảm ơn cậu. Cảm ơn các cháu nhé. Tới đây được rồi, tôi tự đi được. Cụ có đi một mình được không? Hay là để cháu đưa cụ đến đó? Không cần đâu. Các cháu đi cùng, có khi bà ấy lại xấu hổ. Nhưng mà... Không sao đâu. Trước giờ tôi vẫn đi một mình. Em à, nãy giờ anh thấy có kẻ khả nghi cứ nhìn theo ông cụ. Vậy sao? Nếu vậy chúng ta không thể để cụ ấy đi như vậy được. Đó, chính là người kia. Tờ mờ sáng mà hắn cứ đi theo cụ, chắc chắn là có ý đồ xấu rồi. Chúng ta phải đi theo cụ thôi. Anh cứ đi theo chiếc xe phía trước giúp tôi nhé. Hắn vẫn đang bám theo cụ. Hay là chúng ta báo cảnh sát hả anh? Không được, hắn mới chỉ đi theo thôi. Mình chưa có bằng chứng gì. Em có thấy bóng dáng cụ bà nào đâu? Phải đấy, bờ biển giờ này đâu có ai. Vẫn không có ai cả. Nguy rồi. Dừng lại, không được lại gần cụ. Hai người là ai? Tại sao cứ bám theo ông tôi? Sao? Ông cụ đó là ông của cậu? Đúng vậy, lúc ở trên tàu, tôi tưởng hai người tốt bụng nên giúp đỡ ông tôi. Nhưng sau đó hai người cứ bám theo ông tôi, có ý đồ gì đây? Chúng tôi đưa cụ xuống ga tàu, rồi phát hiện cậu cứ lén lút bám theo sau cụ. Chúng tôi nghi ngờ cậu có ý đồ xấu, nên phải đi theo cụ để đảm bảo cụ không gặp vấn đề gì. Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi. Tôi là cháu của cụ. Anh chỉ có thể xem qua tấm ảnh này của gia đình tôi. Nếu vậy, sao cậu không đi cùng cụ mà phải lén lút thế? Ông không cho chúng tôi đi cùng.
Ông luôn nói muốn có thời gian với bà tôi, vì vậy tôi mới phải âm thầm theo sau ông như vậy. Phải rồi, tôi không thấy cụ bà ở đâu cả. Bà tôi mất lâu rồi. Mấy năm gần đây, ông tôi bắt đầu bị lẫn. Ông luôn nghĩ rằng bà vẫn ở bên cạnh ông. Đây là nơi ông và bà tôi gặp nhau lần đầu tiên. Mỗi khi cuộc hôn nhân của họ gặp trắc trở, họ lại tìm đến đây để nhớ về lý do họ bắt đầu. Chính vì vậy mà trong tiềm thức, ông tôi luôn nhớ về nơi này. Thì ra là vậy, tình cảm hai cụ dành cho nhau thật thiêng liêng biết bao. Em à, liệu chúng ta có thể suy nghĩ lại để cho nhau thêm một cơ hội nữa không em? Bà ơi, bà đang nhìn thấy không? Bình minh đẹp lắm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!